tận thế zombie huyết tinh khó chịu văn từ đa góc nhìn từ đa nhân vật chính đa phục bút từ nội dung truyền nhiễu ở công nghệ cao vũ khí nóng thời đại nào có cái gì quy mô lớn zombie lây nhiễm nhưng nếu như các hạ móc ra vượt xa nhân loại sinh vật đi vào đồng thời đối mặt zombie bộc phát cùng quái vật tập kích nhân loại lại nên như thế nào đối mặt nội hàm máu tanh rõ ràng hình ảnh cá nhân cảm thấy bình thường ở không tiếp nhận được nhân vật chính bị ngược có thể rút lui nhưng cũng không phải đơn thuần ngược chỉ là ở một ý nghĩa nào đó trần thuật đối mặt tận thế lúc kia có người vừa lên liền mở treo cho dù là thế giới khoa học viễn tưởng trọng điểm là không có ngược văn nhân vật chính làm sao trưởng thành không trải qua đau đớn làm sao nhân vật chính có thể đưa ra phán đoán hợp lý trong những dịp khác nhau nội dung vở kịch sẽ viết chết rất nhiều người có bối cảnh câu chuyện sẽ sa thải người có đẩy mạnh đối với nội dung vở kịch chủ lực chính là dựa vào cái gì chạy diễn viên quần chúng liền nhất định phải treo, nhân vật chính đoạn nên cùng nhân vật phản diện đại chiến 300 hiệp. Tuyệt đối thực lực trước mặt, đánh không lại chính là đánh không lại, liền giống như, 10 năm trước nhẹ nhàng buông lỏng đồ để đem ngươi bóp nổ người. Dựa vào cái gì 10 năm sau ngươi liền cảm thấy ngươi đánh thắng được đây? Điểm cuối cùng. Không phải sản khoái. Không phải sản khoái. Không phải sản khoái nên chuyện quan trọng nói ba lần. Chương 1 Lây nhiễm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 02 Tìm kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 03 Đột phát tình huống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không bốn hai huynh đệ gặp gỡ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không năm trường âm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét kịch bản chải vuốt một bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không sáu ác tính bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Trò chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 08 Rút lui Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 09 Luân hãm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét